hai mọi người nhé. Mình vừa thấy một kén đấy nó trong hai người này nha mọi người. Mình xuống cái khu hồ tôm này rất là rộng lớn nha. Mà như thằng em đi dạo khu hồ tôm này, có tên Thọc đi thấy cái đuôi vậy á. Mình Thọc đây dòng hang này rất sâu, mình này kéo ké đây nha. Biết ké luôn nè, cán nữa. Vụ nó to lắm luôn. To lắm. Ké ông nhiều. Cái đuôi nó to bằng cổ tay anh luôn này. Ừ. Ừ. To dữ hả? Wow. Kéo nó không ra luôn. Mà to. Nghe không? Này kéo nó to lắm. Này bên hang kia còn thấy ké đâu, có ké chồng á. Mà không biết cái gì. Có nào cái trơn không ta? Ủa nó to. Có trơn không à? Không. Không trơn vậy. Có cái đuôi này nha mọi người. Quái hoặc không? Nó đang đi chạy mình á. Ủa nó to. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ủa trời ơi cái đuôi này này. Kéo không ra luôn rồi. Đây đen rồi đúng không? Nó đang kém rồi. Ủa nó to. Ủa. Ủa. Đây cái đuôi, cái đuôi. Quên theo cái đuôi này. Kiểu là vậy. Ủa. Kinh. Ủa cái bên này nha mọi người. Yeah. Cái quay của nó này, cái đuôi của nó này. Trời ơi, dữ hỉ. Con đi nhìn nước quá luôn. Wow. Bình hủng luôn á. Bình chưa có hay. Anh hay coi thử. Kéo lên nha, nó bám chặt cái đất quá. Yêu quái vậy. Ủa thị quái vậy. Trời ơi, mà đu chặt quá chặt đi. Wow. Kéo lên nha. Ồ. To. Ồ. Con thủy quái này to. Bằng lên hết to luôn mọi người. Bây giờ thằng Kiệt vô ta ra đây bắt là con thủy quái đi. Đi. Ồ. Bây giờ làm không trẻ anh xỉu luôn ạ. Kiếp. Vừa rồi. To. Nhớ sợ luôn không? Xỉu luôn. Bên đây còn hai nữa nha. Có biết nữa không? Được, thì thấy trong đây có hai rồi. Có con có đuôi trên con đi nè. Ờ, anh Thành bắt nha. À. Giờ hôm nay anh Thành cứ bị bỏ lên xi mày nào. Quên quên bỏ nó bụi cỏ ơi. Thì mình bỏ này lên bụi cỏ nha mọi người. Chứ mà lấy. Dễ không? Dễ đâu. Wow. To. Hàng đây 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 đây. Hàng à, coi quan sát cái hàng đó. Rồi thử có gì được nghe hả? Ờ đúng rồi, trong mấy cái hang này có giá trầu. Trứng nó sao á? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Trứng nó sao? Mình nuôi Thọc đây trong hang đó nha mọi người, thấy như mềm mềm ấy. Không biết mà lấy ra là cái gì nữa. Ui. Ui. Mình đào được vàng rồi nha mọi người à. Wow, mọi người xem này. Giờ kích vào rồi trong ấy cho nó rõ kìa. Wow mọi người à. Rồi dậy dậy được rồi. Wow, nhiều dữ ấy, cây chém con ngang con. Wow, mình tiếp tục mình trứng của nó đây nha mọi người. Bây giờ trong hang đó mình tìm được báu vật nha mọi người. Trứng của nó này không biết ăn được hay không. Ui dồ, mình lấy con ké xuống đi. Quá đẹp luôn. Ê, con kén nó chạy chạy. Ui. Đây đây. Wow. Nó vừa để trứng xong rồi mọi người nha mọi người. Mọi người xem này. Thì quái. Thì quái vô tôm. Rồi giờ mình cho nó vô cái hang nào à. Trứng mình đợi đây đi. Đợi đây đi. Nhét vô. Trứng là đợi cho đây. Wow. Quá thiệt wow. Cái trứng nó to. Hầu như không thấy trứng nó luôn á. Ai chưa thấy trứng kéo. Coi này mình bóp thử trứng nó có bở không nha. Ui dồi nó bịch. Chứ là hầu giờ nó ở trong bụng không ai nghe nó nở cái gì. Trứng nó đỉ hoài nha mọi người. Con cá dầu hồi sinh là nó đỉ trứng nha hoài nha. Chứ không phải là nó đỉ con nha mọi người. Giờ thấy trứng ở trong hang nó biết không ạ. Đây mở trứng đây. Này giờ nó đặt tiếp tục hang rồi kìa. Đây. Đây này không? Chúng nó ở trong đi nè. À. Vô mình thọc tay vào bắt nha mọi người. Thôi ăn chưa? Chúng ăn chưa? Anh đang thọc tay vô sâu. Anh thọc tay vô nha. Này thấy cá đuôi nữa mà. Ô, đụng có đuôi, đụng có đuôi, đụng có đuôi nha mọi người ạ. Liệu có to không? Con nẻ không đây? Ô, đụng có đuôi rồi. Rồi, nó còn ốc.
Rồi rồi. Đúng áo bạn. Từ từ, đây. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Sâu gì vậy? Ui dồi. Ui dồi. Ta. Ui dồi, mình đừng ném được cái đuôi của nó đâu. Ui dồi. Quá sâu rồi mọi người. Lúc kẹt cánh tay của mình luôn này. Ui dồi. Đùa là vậy. Ui dồi. Vậy rầm rầm luôn. À, tôi sợ cái gai của nó. Chưa. À, đám đuôi là kéo nha. Mình đang chiến đấu nữa. Đâu đâu. Đâu đâu. Nó chịu khuất phục trước sức mạnh của anh rồi. Đây anh lần lần kéo nó ra. Vô vô. 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 Đây, nó nặng quá. Lên được cái quay đó nha mọi người. Đây. Lên. Một con nữa luôn. Cái trứng, cái trứng chậu. Rồi chị mạnh quá. Con này nó mất không? Cho nó đồn tụ hai con nữa đi. Ok. Bắt lại nha, hai con. Ồ, to. Trứng nó vô xém nhậm. Xém nhậm trứng. Trứng nó to thiệt á. Kẹt lại đây anh Thanh, cặp tay vô hàng. Thấy chưa? Ồ, chạy mau tay luôn nè. Chị đó luôn rồi. Nó cao chạy mau tay, ra tay luôn nè. Ra tay luôn nha mọi người. Ra nó không được sợ. Trứng nó cặp tay vô hàng thì có gì. Còn con nào nữa. Ồ, sâu. Đây ạ. Đứng rồi nha mọi người. Nè. Đây đây đây. Ui, màu khác. Trứng màu khác. Mà nó nhiều dây hơn rồi luôn. Trứng nó sắp nổ rồi sao á. Màu khác đó nha mọi người. Có chấm trên biên. Quay được rồi. Đây nha mọi người. Wow. Cái hang này trứng nó màu đen nha. Hang này trứng nó màu đen với lại nó sắp nổ có nhiều mắt. Rất là nhiều mắt luôn. Đây mình cho mọi người xem hai loại trứng của cái này nha. Cái giang khi thì cái này màu đen. Cái giang khi này chắc sắp nở. Cái giang khi này mới đĩa. Cái nó sắp nở. Rất là mềm, rất là đẹp đây nha. Mình lấy trứng nhà ấp chắc nở đấy, dù lắm á. Hay mình bỏ cho nhà thử nó nở đấy sao ta. Đây nha mọi người. Đây. Trứng một cái dụng hồi sinh nha. Trong hai cái hang. Một cái hang là để được lâu ngay rồi. Giờ nó sắp nở không? Màu đỏ có mấy con mắt rồi. Rồi trứng này mới điểm màu vàng nè. Vàng nó đẹp nha. Thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Và wow, đẹp đó. Mình phải đợi hai loại trứng này nha, mình tìm hang nữa. Đợi đào cắt tiếp nha. Hai kéo mình bỏ lên nè. Ok, còn hang nữa không? Tiếp tục nha, mình đi tiếp tục đi tìm nha. Thì có cái hang nữa không? Chưa có mắt lộ đi. Nói lại đi cô thử. Mình khám phá nha mọi người. Hố. Rồi cái máy hô kìa đó. Đó. Ok, chào mọi người nhé. Nãy giờ mình kiệt đi tìm hồ vô xung quanh đây hết hang nha mọi người. Chỉ có hai hang này vô tình mà gặp được, bắt được hai con này không. Vô. Gai nó làm đắp tay mình luôn nha mọi người ạ. Ồ. Quá siêu to. Quá hại. Quá to quá lớn nha mọi người. Vô rửa nước không cũng chặt chị nha. Ui hồ hai con thì quá với hai trứng đó này nha mọi người. Mời xem này. Ui hồ cô này. Wow, con nó đứng nè. Sừng sững này. Trứng này là của con này nha mọi người. Đó. Đó, trứng này là của con này nha. Đó. Thấy trứng thì quái lắm. Đầu tiên mình thấy được con thì quái này là thấy trứng đó nha mọi người. Đó. Thấy quá hại nha. Trứng này là sắp nở không? Một đống trứng nặng rất là im tay đã tay lắm. Nó mềm 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 mềm. Ui ui nó bò chạy. Ô. Nó đi rất là nhanh. Mở đen nào nó xuống sắp tỏ luôn. Mà này gai nó làm rách tay mình luôn á. Nè mềm đấy. Này. Ok. Dư mấy con ốc rồi đây. Này, buổi chiều nay mình kiểu đi khám phá ở khu hồ tôm bò hôn này nha mọi người. Mình
như đó, vô tình bắt được hai con thủy quái chú to. Lần tiền thấy con thủy quái luôn á. Giờ mình như đơn kiệt sẽ dừa nha mọi người. Dừa nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Kết thúc video nha. Đây. Hai con thủy quái siêu to khổng lồ và đóng trứng của nó. Đây. Thấy kinh khủng chưa? Kinh khủng khiếp luôn nha. Quá hại. Giờ mình sẽ làm muốn ké hấp thủy quái hấp với bữa sẻ nha. Thủy quái hấp sẻ nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Chiều hôm nay anh em mình cũng có một chuyến đi khám phá rất là mới mẻ và rất là đặc biệt luôn. Lòng tiền thấy không kia dùng sinh tay luôn. Bye bye, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha. Bye bye.